biệt, đây là sự kiện đầu tiên trong chiến dịch truyền thông Hello Hồ Chí Minh City mà du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lễ hội áo dài chúng ta năm nay. Nhưng chúng ta cũng được tổ chức trong những không gian rất là ý nghĩa gắn với văn hóa. Ngay trước đó là đền Hùng, những di sản truyền cảm hứng của áo dài cũng gắn với những điểm đến của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là bưu điện thành phố. Công nghệ trong các hoạt động trực tuyến kết hợp với những hình thức tổ chức theo hình thức truyền thống, trải nghiệm sâu sắc những cách thức làm sáng tạo và thông minh, và đặc biệt áo dài không chỉ dừng lại ở mỗi miền đất nước Việt Nam. Và với việc ứng dụng công nghệ này, chúng tôi kỳ vọng thế để trong thời điểm ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19, cả thế giới đều nhớ đến Việt Nam, một đất nước. Với chúng tôi trong công tác chuẩn bị tổ chức một cái lễ hội áo dài, mặc dù thời gian rất gấp gáp, thật ấn tượng. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin được cảm ơn Hiệp phụ nữ thành phố và tất cả các quý vị. Xin một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị. Đại hội đại biểu cán bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và thực hiện chủ đề năm 2020. Cảm ơn tất cả các đại biểu cho quý vị. Đặc biệt của nhà thiết kế Tuấn Hải. Thì đã mời quý vị cùng chúng tôi gửi đến nhà thiết kế Tuấn Hải ạ. Bây giờ sẽ là bổ sung mặt.